Phiên tòa công khai đầu tiên của Diddy, ông trùm lộ một động thái gây phẫn nộ. Tờ Basics đưa tin vào chiều ngày 10 tháng 10 giờ Mỹ, ông trùm nhạc rap Diddy ra hầu tòa ở tòa án liên bang Manhattan, New York, Mỹ về tội buôn bán tình dục, mại dâm, âm mưu tống tiền. Đây là phiên tòa điều trần công khai đầu tiên trong vụ án chấn động của Diddy. Không có bất kỳ hình ảnh nào trong phiên tòa được công bố trên truyền thông. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết Diddy xuất hiện tại tòa án với tâm trạng thoải mái, không gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Diddy mặc quần áo tù nhân màu xám, đi vào phòng xét xử bằng cửa phụ với vẻ mặt tươi rói. Ông ta tươi cười, vẫy tay chào con trai Kristen King Combs, rồi lại gửi nụ hôn gió đến các thành viên khác trong gia đình. Sau đó, Diddy quay sang ôm từng luật sư của mình trước khi bước vào phiên điều trần, nguồn tin nói. Xuất hiện tại phiên tòa có bà Janice Combs, mẹ Diddy và 6/7 đứa con của nam rapper gồm Quincy Brown, Justin Combs, Kristen King Combs, Chance Combs và cặp song sinh Jessie, Delilah Combs. Mẹ Diddy, người gần đây chỉ trích những cáo buộc chống lại con trai bà, đã bị lọ khi bước ra khỏi xe. Đám đông bên ngoài còn gây sức ép, yêu cầu cặp song sinh Jessie và Delilah bảo vệ nội dung trong cuốn hồi ký gây sốc của mẹ mình. Trên mạng xã hội, thái độ tươi cười, tự đắc và dửng dưng của Diddy trong ngày ra hầu tòa gây phẫn nộ. Nhiều người cho rằng nam rapper này không có chút hối lỗi, sự xấu hổ nào cho những tội ác tình dục kinh hoàng bản thân đã gây ra suốt nhiều thập kỷ. Đến hiện tại, nội dung phiên điều trần này vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo nguồn tin của CNN, Diddy không phát biểu tại tòa. Trong khi đó, luật sư của anh đã đệ đơn kiện cáo buộc chính phủ làm rò rỉ đoạn video Diddy đánh bạn gái cũ là ca sĩ Cassie Ventura cho truyền thông Mỹ. Nhưng luật sư của Diddy không đưa ra bằng chứng cụ thể nào cho tuyên bố của mình. Vài giờ sau, Damian Williams, luật sư tại quận phía Nam của New York đã gửi thư cho thẩm phán và khẳng định rằng chính phủ không sở hữu đoạn video Diddy hành hung bạn gái trước khi CNN công bố. Ngoài ra, phía Diddy tiếp tục nộp đơn kháng cáo lần 3, đề nghị cho nam rapper được tại ngoại trong thời gian xét xử, dù đã bị từ chối 2 lần trước đó. Theo tờ Pacific, phiên điều trần tiếp theo của Diddy dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 12 năm 2024. Phiên tòa xét xử nam rapper được ấn định vào ngày 5 tháng 5 năm 2025.